Ngài đảnh lễ và phụng trì pháp môn Thủ Lăng Nghiêm Đại Định rất cung kính. Ngài đã tụng thuộc thần chú Thủ Lăng Nghiêm không sai sót một chữ nào, mỗi câu mỗi chữ rất rõ ràng. Khi Ngài tụng thần chú này bằng lời thì tâm Ngài tập trung chuyên nhất, không khởi ác nghiệp nơi thân. Nên ba nghiệp nơi thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh khi tụng thần chú Lăng Nghiêm này. Ở trong đại chúng lại bạch Phật rằng, một lần nữa ở trong đại chúng A Nan lại bạch Đức Phật, quý vị không nên hiểu sai ý nghĩa này. Khi Ngài A Nan từ trong đại chúng lại thưa hỏi một lần nữa, đó chắc chắn không phải là một dạng khoe khoang, không phải là Ngài A Nan muốn đại chúng chú ý đến mình. Thế A Nan làm vì mục đích gì? Ngài thay mặt cho toàn chúng sinh mà cầu thỉnh Đức Phật chỉ dạy giáo pháp. Ngài làm việc đó không chỉ riêng cho Ngài mà cho toàn thể quý vị và tôi, cho tất cả những người thiết tha tu đạo trong đời này. Ngài nghĩ rằng, trong tương lai sẽ có một pháp hội giảng kinh ở nước Mỹ, có người sẽ giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm và có người sẽ không hiểu được toàn thể ý chỉ của kinh này, nên ta phải vì họ mà cầu thỉnh Thế Tôn chỉ dạy rõ ràng điểm này. Chúng ta nên hết sức tri ân Ngài A Nan. Ngài A Nan nói, như Đức Phật đã dạy, trong tướng của ngũ ấm, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm có 5 thứ hư vọng, vốn có cội gốc là tâm vọng tưởng của chính mình. Mỗi một thứ trong 5 ấm lại chia thành 10 loại ma cảnh. Chúng con trước đây chưa từng được may mắn nghe lời khai thị vi diệu của Như Lai như vậy. Tất cả những người trong đại chúng từ trước đến nay, trong cuộc sống bình thường hàng ngày chưa từng nghe được Đức Phật giảng dạy những điều vi diệu như thế. Chúng con bình thường chưa từng được nghe lời khai thị vi diệu của Như Lai. Chúng con thực sự đạt được những điều chưa từng có. Thân tâm chúng con vô cùng thư thái và an nhiên. Kinh văn: Hiệu thử ngũ ấm, vi tính tiêu trừ, vi thứ đệ tận, như thị ngũ trùng, nghệ hà vi giới. Việt dịch: lại nữa, 5 thứ ấm này được tiêu trừ một lần hay lần lượt theo từng thứ lớp, giới hạn của 5 lớp ấy là gì? Giảng: lại nữa, 5 thứ ấm này, sắc thọ tưởng hành thức ấm, được tiêu trừ một lần, liệu chúng ta có thể phá trừ 5 thứ ấy cùng một lúc hay lần lượt theo từng thứ lớp? Nó chuyển hóa dần dần, theo một thứ tự nhất định, từng lớp một hay sao? Giới hạn của 5 lớp ấy là gì? Cái gì là giới hạn của 5 lớp ấy?